Phim Khu Đèn Đỏ, Sờ Chít Ăn Gờ, 1996, Chiến chấp nhận vào tù thay cho bạn trai, Bi, sau khi họ cùng ra tay giết một tên anh chị XHD. Trong khi đó thì Bi Cao chạy sang Hà Lan lánh nạn. Sau khi ra tù, Yến quen với một ông chủ của quán bar và cùng điều hành đường dây cung cấp gái tại đây. Ngỡ tưởng cuộc đời sẽ cứ thế bình lặng êm trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.